Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Xe Đạp Mười Bi. Những ai mà xem video của mình nhiều lần rồi mà chưa có tham khảo được một con xe nào thích hợp để lựa chọn thì hôm nay mình đã có thêm một cái con xe mới cho mọi người xem. Biết đâu thì con xe này sẽ thích hợp với nhu cầu của mọi người. Dòng xe này nó mang thương hiệu là Redway. Thương hiệu này thì mình tìm hiểu nó đến từ nước Mỹ và xe nó được sản xuất để xuất vào thị trường Nhật. Có một cái chi tiết mình đã nói rất là nhiều trong những video trước kia. Nó mang thương hiệu đến từ nước Mỹ nhưng nó không hoàn toàn sản xuất 100% tại Mỹ. Mọi người nên lưu ý rõ cái điều đó. Vì có nhiều người nhầm lẫn, họ nói là xe nước Mỹ thì phải được sản xuất tại Mỹ. Chứ làm sao mà sản xuất ở nhiều quốc gia khác nhau thì cái đó không phải. Đó là do những nhà máy sản xuất nó đặt ở những quốc gia khác nhau để gia công cái con xe này. Cho nên là trên xe nó sẽ có những chi tiết phụ tùng sản xuất tại Indo, Singapore, Malaysia, v.v. Về cấu hình của xe này thì nó có 24 tốc độ số, 3 dĩa và 8 líp. Cụ đề phía sau là Shimano Tuner. Mình để ý thì mình thấy dòng Redway này nó hay sử dụng cụ đề Shimano Tuner. Tuner thì mọi người hay phân vân là nó sử dụng cái loại cụ đề bậc thấp, nhưng mà không phải. Tuner mà cho loại 8 líp thì nó cũng rất là tốt. Ở chi tiết vành nền của xe này thì nó có cái vành nền nhôm hai lớp và những cái lỗ nan hoa hay còn gọi là lỗ tâm á, nó có lông đền. Thì mình thấy một số anh em chơi xe họ thích cái con xe mà nó có cái vành nền lông đền giống như vậy. Phanh thắng chỗ này thì nó bằng nhôm và cái phanh này là phanh mang thương hiệu Shimano, nhưng mà nó trầy tróc rất là nhiều, cho nên là mình đã cho tút nhẹ lại cái màu đen ở trên cái phanh thắng. Vì thế mọi người sẽ không có thấy cái dòng chữ Shimano ở đó nữa. Tiếp theo là về cái phần màu sơn thì mình nói rõ là con xe này đã có tút lại toàn bộ cái màu sơn rồi, gần như là sơn lại, cho nên là màu sơn trên xe mọi người đang thấy thì không phải là màu sơn zin. Nhưng mà khi tút lại cái màu sơn này, bên mình cũng đã giữ lại được những cái tem nội địa tại Nhật giống như thế này đây. Và ở đây nó cũng có một cái tem nội địa tại Nhật ở phần ống đứng. Nó để là 46, tức là chỗ cọc yên đến cái trục giữa chỗ này là 46cm cái size của nó. Yên này là yên zin nhưng mà đã bọc lại da rồi. Và ở trên đây thì nó có cái ghi đô tăng bằng nhôm với cặp tay bấm xả Shimano. Ngoại hình thì mình thấy còn khá là đẹp, nhưng mà cái báo số bên trong nó hơi mờ, nó hơi đục lại một tí. Nhìn kỹ thì vẫn thấy chứ không có vấn đề gì. Và tính năng hoạt động của nó vẫn còn rất là ổn định. Về cấu tạo khung sườn thì con xe này nó có cái khung là aluminum 6061, rất bền nhẹ và chắc chắn. Nhưng mà cái càng xe phía trước hay còn gọi là cái phuộc thì nó là bằng sắt nha. Mọi người nên lưu ý rõ cái chỗ đó để tránh nhầm lẫn. Xe nó có 3 dĩa và 8 líp. Và trước khi đăng lên bán thì bên mình đã kiểm tra vệ sinh căn chỉnh hết rồi. Mua về mọi người chỉ việc sử dụng chứ không có cần phải thao tác gì thêm. Con xe này thì nó sử dụng cái đùi dĩa mang thương hiệu Shimano. Do là cái chữ Shimano ở trên thân cái đùi dĩa nó bị phai rồi, vì thế mọi người không có thấy cái dòng chữ đó nữa. Nhưng mà nó là đùi dĩa Shimano. Xe ống đứng thì mình đo được nó có chiều dài là 46. Và cái phần ống ngang thì mình đo được nó có chiều dài là 53. Cho nên nó sẽ hợp với người cao trên 1m65, tầm 1m65 đến 1m73 trở lại đi xe khá là ok. Tổng trọng lượng là 12,43kg. Và đây là ở phía bên còn lại của con xe. Theo một số thông tin mình tìm hiểu được ở trên Google á, thì con xe Redway này nó sẽ có cái phần đùi dĩa màu trắng, ghi đô tăng cũng màu nhôm trắng và cái cọc yên cũng vậy. Nhưng mà cái xe này thì mình thấy nó màu đen. Mình nghĩ là do chủ trước kia sử dụng họ đã thay thế lại. Tại vì khi mà mình nhập con xe này về, nó toàn bộ những chi tiết phụ tùng zin theo xe là như thế. Và mình không có thay thế những cái chi tiết phụ tùng của nó. Nói chung là ai mà thường xuyên theo dõi cái kênh của mình thì cũng biết là mình báo rất là rõ những cái chi tiết của con xe, để khi mà anh em xem video cũng hình dung được là con xe bên ngoài nó như thế nào. Nói chung thì mua bán mình nói rõ tất cả mọi thứ như vậy. Ai mà cảm thấy được thì mua, còn không được thì thôi. Chứ mình không có thích mà giấu. Lỡ một ngày nào đó mọi người phát hiện ra thì mai mốt mình đâu có bán cho ai được nữa. Đến đây thì cũng đã kết thúc video. Nếu mọi người còn thắc mắc gì thì cứ alo cho mình. Số điện thoại mình có để góc màn hình. Hẹn gặp mọi người ở những video kế tiếp. Xe Đạp Mười Bi chân thành cảm ơn.